Lớn rồi mà con nghịch thế. Lớn rồi mà sao nghịch thế?
Nhiều cái để chơi mà sao không chơi? Hả? Nhiều cái để chơi mà sao không chơi? Con làm hả? Phải không? Con làm đúng không? À, hai anh em nhà này hay nhờ, một đứa làm một đứa nhận lỗi à? Có đánh em đâu mà sợ hả? Quầy, lần sau không được như thế nhá, nhá, lần sau không cần như thế đâu nhá, nhá, nghe chưa? Lần sau em làm đủ thì kệ em chứ không được nhận lỗi thay em đâu, nghe chưa? Nghe chưa? Làm đủ để mẹ dạy em chứ không được như thế đâu nhá. Mẹ làm gì à?